Trung đoàn một thời chiến trận. Hồi ký. Tác giả Hồ Hữu Lạn. Số 3. Các đồng chí lãnh đạo trung đoàn phấn khởi đánh giá, trung đoàn 29 chưa đầy một tuổi đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ, giải phóng một vùng rộng lớn trên đất bạn Lào, từ Xê Con Cam đến Xê Sang Soi, bảo vệ hành lang vận chuyển, đánh bại các cuộc hành quân nóng lấn, phá hoại hậu phương Pha Thét Lào của bọn Phu Mi, được quân đánh thuê Thái Lan giúp sức. Tháng 2 năm 1966, trung đoàn rút quân về Mường Phìn, xây dựng trận địa, sẵn sàng chiến đấu, đánh địch đổ bộ đường không, bảo vệ hậu phương. Ngã ba đường 23 gặp đường 9 tại Mường Phìn và từ biên giới qua Sê Pôn, phà Tà Khống lên là nút giao thông chiến lược Tây Trường Sơn. Trên các địa bàn bộ đội ta giải phóng ở Tăng Vai, Đồng Mót, đại đội công binh chúng tôi hướng dẫn bộ đội Pha Thét Lào phá gỡ bom mìn địch, lập tuyến phòng ngự trận địa và bố trí chướng ngại đề phòng mùa mưa năm 1966 địch nóng ra lấn chiếm. Tình cảm kề vai sát cánh chiến đấu của hai quân đội và nhân dân Lào Việt đoàn kết, thông cảm, hiểu biết nhau, giúp đỡ nhau từ mùa mưa sang mùa khô là dấu ấn kỷ niệm sâu sắc, một đời để nhớ. Khi nhận nhiệm vụ sang đất bạn chiến đấu, cấp trên xác định 3 mùa mạc muộn, 3 năm, qua mùa khô 1965-1966 đã được một đơn vị tập trung xây dựng trận địa, làm công sự hầm hào trên cánh đồng Mường Phìn và dãy núi phía đông. Quân số và sức khỏe được củng cố, làm kho nhận gạo, đạn, quân trang quân dụng, chuẩn bị cho cuộc chiến đấu mùa mưa năm 1966. Tư tưởng mọi người yên tâm bám trụ, đang chờ đón nhiệm vụ năm thứ hai. Đầu tháng 5 năm 1966, rừng khộp xanh tươi, trời mưa lác đác mát mẻ. Trung đoàn được lệnh về nước, mọi người phấn khởi, loáng thoáng biết lần này về huấn luyện để đi bê chiến đấu. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, được vào Nam chiến đấu là sự háo hức của người lính trẻ. Tháng 5 năm 1966, trung đoàn hành quân từ bản Sa Loi, đường 9, vùng Mường Phìn, Lào, theo hướng Đông Bắc, vượt biên giới Lào-Việt, vùng Cu Bai, đầu nguồn sông Bến Hải và sông Sê Băng Hiêng. Chúng tôi ngày ngủ đêm đi theo đường xe thồ qua điểm cao 1001 về huyện Lệ Thủy, Quảng Bình, đóng quân trên các xã Dương Thủy, Mỹ Thủy, Sơn Thủy và Tân Thủy. Các mẹ, các chị thấy con em chiến đấu ở Lào về sốt rét da xanh, nhiều người bị phù, rất thương. Các gia đình nhường nơi ăn nghỉ, xay gạo lấy cám cho bộ đội ăn, chống phù. Có bà mẹ sàng gạo mà nước mắt chảy dài, họ nghĩ tới con em mình ở chiến trường, lại thương bộ đội đang ở nhà mình. Sau một thời gian có đủ thuốc điều trị, sức khỏe đơn vị hồi phục. Mặt khác, ở Lệ Thủy đã bước vào mùa gặt, lại được mùa nên cơm gạo thoải mái, có điều kiện bồi dưỡng thịt vịt và trứng lộn sau mùa gặt. Nhờ chất tươi và sự giúp đỡ tận tình của hậu phương, chiến sĩ khỏe mạnh hẳn lên. Trung đoàn đóng quân ở Lệ Thủy gần một tháng, tổng kết chiến đấu, quán triệt và học tập nhiệm vụ giải phóng miền Nam, củng cố, kiện toàn cán bộ. Đại đội công binh trú quân ở đội 1, hợp tác xã Bình Minh, xã Dương Thủy có thay đổi. Chúng tôi ở nhà anh Võ Sướng, đồng chí Đỗ Khắc Lợi quê Ninh Bình là đại đội phó lên chức đại đội trưởng. Tôi lên làm trợ lý công binh cho đồng chí Phùng Tư quê Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Đồng chí Hồ Hữu Bình là chính trị viên. Hai đồng chí trung đội phó là Lê Văn Tành quê Thanh Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình và Bùi Anh Sum quê Diễn Viên, Diễn Châu, Nghệ An lên làm trung đội trưởng. Đại đội công binh và cơ quan công binh đoàn kết gắn bó như anh em ruột thịt. Thượng úy Phùng Tư là chủ nhiệm, nhiệt tình trách nhiệm và hiền lành.
năm 1968, anh vào Tây Nguyên chiến đấu đã hy sinh. Tôi mãi không quên hình ảnh anh ghi sâu trong ký ức. Cuối tháng 6 năm 1966, Trung đoàn hành quân ra Hương Khê, Hà Tĩnh, thế vào chỗ sư đoàn 324B của Tư lệnh Chu Phương Đới, người dân tộc Tày, quê xã Hưng Đạo, Hòa An, Cao Bằng, vừa hành quân vào đường 9 Quảng Trị chiến đấu, cũng là một hoạt động nghi binh của cấp trên. Với mật danh công trường 19 tháng 5, sư đoàn 324B vào đánh Mỹ trên mặt trận B5 đường 9 thắng lớn. Sư đoàn ra quân đánh Mỹ đầu tiên đã tiêu diệt căn cứ Đầu Màu, đánh bại cuộc hành quân Hắc Tinh của Mỹ ra Cù Đinh, Ba Re, mở ra một thời kỳ mới thu hút chủ lực Mỹ, Ngụy ra mặt trận đường 9 để tiêu diệt năm 1966-1967. Và sau này, thật vinh dự, Trung đoàn 29 Kiến Giang sau năm 1968 được về trong đội hình sư đoàn 324 của Tư lệnh Chu Phương Đới và chính ủy Trần Văn Ân. Trung đoàn cũng có huấn luyện tại huyện Hương Khê trên các xã Hương Hòa, Hương Đông, Hương Hải và Hương Bình, được biên chế vào sư đoàn 325C ở xã Thọ Lập, Thọ Xuân, Thanh Hóa của đồng chí Hà Tuấn Khanh, Tư lệnh, Nguyễn Công Trang, chính ủy, Trần Văn Ân, phó chính ủy và Mai Xuân Tấn, tham mưu trưởng. Xuân năm 1968, sư đoàn 325C thiếu Trung đoàn 29 Kiến Giang. Sau khi tiêu diệt căn cứ Làng Vây, được bộ điều vào Tây Nguyên chiến đấu, đồng chí Chu Phương Đới về thay đồng chí Hà Tuấn Khanh đi mặt trận Lào. Bộ Tư lệnh sư đoàn 325C sau này ra Trị Thiên thành lập sư đoàn 324B. Trung đoàn 29 Kiến Giang ở lại mặt trận Huế mang mật danh Đoàn 8 Sông Lô. Huấn luyện ở Hương Khê, ngành công binh có loại vũ khí mới, đó là mìn định hướng. Có hai loại, DH-10 lớn, DH-7 bé. Quả mìn hình phễu, nhồi thuốc nổ TNT, có nhiều mảnh đạn ghép ở trong lòng phễu, điểm hỏa bằng kíp điện, cũng có thể gây nổ bằng kíp nụ xòe. Mìn nổ, toàn bộ lực của thuốc và mảnh phóng ra phía trước dày đặc trong phạm vi 50-100m, xa đến 100-200m. Chủ nhiệm công binh Phùng Tư cho nổ thử ở thao trường xã Hương Hòa với một dãy bia từ 50-200m. Kết quả, bia ở cự ly 200m cũng dính mảnh, nhưng ít hơn ở cự ly gần. Suy ra tính năng của nó có thể quét diệt gọn từ 1-2 tiểu đội trong cự ly từ 30-70m. Các đồng chí cán bộ đại đội, tiểu đoàn và cơ quan trung đoàn thấy rất thích, yêu cầu công binh huấn luyện cho bộ binh sử dụng. Chúng tôi còn thử nghiệm dàn phóng lựu đạn, phóng đạn cối, phóng bom vào căn cứ hoặc nơi đóng quân của địch ở cự ly 100-150m. Thử nghiệm bộc phá ống phá hàng rào, sau này dùng đánh công kiên, hiệu quả phá rào tốt nhất là mìn DH-10, làm thành giá 3 quả bằng 15kg do hai chiến sĩ khiêng đặt sát hàng rào điểm hỏa, quét sạch một lối cửa mở, rộng 5m, sâu 10-15m. Chiến đấu ở Đắc Pét, trung đoàn chúng tôi vận dụng rất hiệu quả. Cuối năm 1966, lãnh đạo chỉ huy Trung đoàn 29 được biên chế lại. Đồng chí Ma Vĩnh Lan, Trung đoàn 209, Sư đoàn 312, quê huyện Chợ Rã, Bắc Cạn, về làm Trung đoàn trưởng. Đồng chí Hoàng Nhiên, quê Diễn Minh, Diễn Châu, Nghệ An, Trung đoàn phó. Trần Sĩ Kịch, Trung đoàn phó. Đồng chí Nguyễn Hoán, quê Cẩm Thăng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 7, lên làm tham mưu trưởng. Đồng chí Nguyễn Cảnh, quê Nghệ An, làm chính ủy, thay đồng chí Trần Văn Ân. Đồng chí Lê Văn Vượng, quê Đô Lương, Nghệ An, làm chủ nhiệm chính trị. Anh Vượng sau này về công tác ở văn phòng Tổng cục Chính trị. Anh Lê Văn Dánh, quê Tiến Hóa, Tuyên Quang, Quảng Bình, làm chính trị viên tiểu đoàn 7, làm phó chủ nhiệm chính trị. Đồng chí Phạm Mân, tức Mân Râu, làm chủ nhiệm hậu cần. Ban tham mưu trung đoàn tôi nhớ được
anh Võ Vượng tác chiến, anh Nguyễn Khánh Dương quê Vĩnh Phúc thông tin, anh Xuân quê Vĩnh Linh trinh sát, anh Thanh người miền Nam pháo binh. Sau này anh Trần Gia Tĩnh quê Ninh Bình thay thế. Anh Thanh quê Thanh Hóa, chủ nhiệm hóa học, năm 1968 anh Nguyễn Trừ cán bộ miền Nam thay thế, là những cán bộ chủ chốt binh chủng chiến đấu của Trung đoàn 29 Kiến Giang, Sư đoàn 325C. Ngày 3 tháng 10 năm 1966, Trung đoàn vào Quảng Trạch, đóng quân ở xã Quảng Thạch, chuẩn bị phương án đánh Mỹ liều lĩnh tấn công ra Nam quân khu 4. Dựa vào dãy Hoành Sơn, tức đèo ngang, Trung đoàn dự kiến phương án tấn công địch ở Thượng Sơn, Ba Đồn, Hương Phương, Đồng Dương, Pháp Kệ. Hàng tháng nghiên cứu đường xá làm hầm hố, vị trí cho xe tăng và đường xuất kích. Về sau này đánh Mỹ ở chiến trường, thấy rằng hầm hố như vậy là quá yếu, sơ sài, có đánh nhau thật, chắc bước đầu cũng thương vong nhiều. Đầu tháng 2 năm 1967, Trung đoàn hành quân ra Cẩm Xuyên, đóng quân ở Cẩm Quan, Cẩm Lạc, sư đoàn ở xã Cẩm Duệ, đi vào đi ra. Chúng tôi hành quân qua Kỳ Lâm, Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh, không còn nhớ mấy lần, qua đường 20-22, Bắc Quảng Bình, Nam Hà Tĩnh, gặp chị em thanh niên xung phong quê Hải Phòng, làm đường đã 3-4 năm, hy sinh và bị thương hàng ngày, nhưng vẫn lạc quan vui vẻ. Với chúng em, có máy bay vào hầm, chúng đánh phá xong lại lao ra làm, chết thì thôi, hát hò vang rừng, tiếng hát át tiếng bom, các anh đánh thắng Mỹ, mau lên, ta về quê, gặp cha mẹ xây dựng gia đình. Trong câu chuyện hùng tráng vẫn chứa chất lòng mong mỏi bi ai. Những năm 1966-1967, ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh là vùng đất nghèo cỗi, chúng tôi ăn Tết Đinh Mùi 1967 với dân tại xã Cẩm Lạc. Dân nghèo, hợp tác xã phân phối mỗi đầu người 2 lạng thịt để ăn Tết, nhà nào có nuôi được gà ngan thêm vào, có tươi hơn. Gạo và nếp cũng phân phối đầu người. Qua tối 30, ngày mùng 1 Tết, các nhà trở về lạnh lẽo, không khí Tết thật buồn tẻ, đói khổ, trẻ con không có ai cho tiền mừng tuổi, cảm nhận như những ngày thường. Cả hai miền Bắc Nam có chiến tranh, no và vui sao được, khi bom Mỹ đánh phá quê hương, chết chóc đang diễn ra từng ngày, từng giờ. Đến bây giờ nghĩ lại, sự hy sinh chịu đựng của toàn dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ thì tiền tuyến hậu phương đều phải gồng lên như nhau. Nhân dân ta đã vượt qua những ngày như vậy, đã chịu đựng đói khổ, thiệt thòi, song vẫn luôn bền gan, vững chí, sống, chiến đấu vì độc lập tự do của dân tộc. Trung đoàn ra quân đánh Mỹ năm 1967. Trung đoàn 29 Kiến Giang của Sư đoàn 325C vào Bắc đường 9 chiến đấu vùng Tây Nam Cồn Tiên, Hồ Khê, Đá Bạc, làng An Cát Khê, An Hòa, Phú Ân Nam, làng An Nha, An Hướng, vùng đồi núi Nam Đông, Miếu Bái Sơn, bao gồm đường 75-76. Đây là vùng giáp danh, đồi núi nhấp nhô xen lẫn làng mạc, dân đã bị địch dồn vào các ấp chiến lược từ trước. Cây cối vườn tược, rừng non còn xanh tốt. Ăn Tết xong, tháng 2 năm 1967, đoàn cán bộ đi trinh sát địa hình Nam sông Bến Hải. Trung đoàn trưởng Ma Vĩnh Lan và tham mưu trưởng Nguyễn Hoán cùng các chủ nhiệm binh chủng. Tôi đi thay anh Phùng Tư, kèm thêm một trung đội công binh. Tiểu đoàn 7 có anh Bùi Trần, tiểu đoàn trưởng quê Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình và các đại đội trưởng trinh sát, thông tin. Tiểu đoàn 8 có anh Nguyễn Như Cương, Cương A, tiểu đoàn trưởng quê Nghi Công, Nghi Lộc, Nghệ An. Anh Cương sau này là đại tá, giáo viên chiến thuật ở Học viện Lục quân Đà Lạt. Tiểu đoàn 9 có anh Trần Phồn, hai tiểu đoàn 8-9, biên chế cán bộ, chiến sĩ đi cùng như tiểu đoàn 7. Trung đoàn bộ chúng tôi có hơn 20 cán bộ đi trinh sát, nhưng chỉ có một mình đồng chí Bùi Việt Hà là chiến sĩ nuôi quân phục vụ. Anh rất khỏe và nhanh, trú quân trên sườn đồi, cách khe suối hàng trăm mét. Anh đào bếp Hoàng Cầm nấu ăn suốt đêm. Sáng cán bộ ngủ dậy, đã đầy đủ cơm ăn,
mỗi người một bình tông nước đầy và nắm cơm muối thịt buổi trưa, sẵn sàng lên đường. Tôi rất thán phục Hà. Sau này, anh là trung tá, trưởng ban năm của trung đoàn, sư đoàn, rồi về hưu ở quê Nam Hà. Ngày 20 tháng 4 năm 1967, toàn trung đoàn vượt sông Bến Hải, đoạn Bến Tắt, ra quân đánh Mỹ. Trung đoàn chia làm hai cánh, chiến đấu hai hướng, phía đông và phía tây Quảng Trị, dưới quyền chỉ huy của mặt trận B5. Phía đông vùng Nam căn cứ Cồn Tiên là trung đoàn thiếu gồm tiểu đoàn 7 của anh Bùi Trần, anh Nguyễn Văn Đào, chính trị viên anh Phan Hà, tiểu đoàn phó, anh Ngô Đình Nịu, chính trị viên phó, và tiểu đoàn 9 của anh Trần Phồn, tiểu đoàn trưởng, Hồ Trơn, quê Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An, tiểu đoàn phó Khương Bá Cành, quê Thọ Xuân, Thanh Hóa, làm chính trị viên, Nguyễn Mạo, chính trị viên phó và các đơn vị trực thuộc. Trung đoàn trưởng Ma Vĩnh Lan và chính ủy Nguyễn Văn Cảnh chỉ huy. Phía tây vùng Bắc Tà Cơn gồm các cao điểm 835, 842, 689 do trung đoàn phó Trần Sĩ Kịch và chủ nhiệm chính trị Lê Văn Dánh chỉ huy. Lực lượng gồm tiểu đoàn 8 của Nguyễn Như Cương, tiểu đoàn trưởng và Nguyễn Duy Hanh, quê Thổ Ngọa, Quảng Thuận, Quảng Trạch, Quảng Bình, làm chính trị viên, cùng một bộ phận cán bộ tham mưu chính trị, hậu cần và trinh sát, thông tin, phục vụ. Phó chính ủy sư đoàn 325C Trần Văn Ân cùng đi chỉ đạo, chỉ huy tiểu đoàn 8 chiến đấu. Năm 1966, tướng Đàm Quang Trung, tư lệnh mặt trận B5, đưa ra chiến thuật mới, kiềng ba chân, hổ vồ mồi. Đây là thế trận hình kiềng, các chốt trên đồi núi Bắc đường 9, ta bố trí hình kiềng ba chân. Quân Mỹ đi càn đánh vào một điểm chốt của ta, các chốt khác bất thần áp đảo xuất kích xen kẽ đội hình, tránh phi pháo tiêu diệt. Có trận, quân Mỹ đi vào giữa hai chốt phía trước, gặp chốt thứ ba phía sau, chúng dừng lại triển khai đánh ta, hai chốt khác từ hai bên sườn trong công sự xuất kích tiêu diệt, ta thắng lớn, cho là miếng võ hiểm. Mặt trận B5 tập huấn phổ biến cho các đơn vị toàn mặt trận vận dụng. Tháng 5 năm 1967, Trung đoàn 29 kiến giang vào vùng Tây Nam Cồn Tiên, Phú Ân Nam, nhà thờ An Hòa, An Nha, An Hướng, Hồ Khê, An Cát Khê, lập kiềng đón địch. Qua thất bại của năm trước do bất ngờ, năm nay lính Bắc Trung Hy khôn ngoan hơn. Trên hướng tiểu đoàn 9, địch càn gặp chốt ta bị tiêu diệt một số, co lại ngay. Chúng lên các điểm cao đối diện, dùng pháo bắn thẳng trên xe tăng, xỉa vào hầm các chốt ta, lại gọi pháo Cồn Tiên, Dốc Miếu, Quán Ngang, cứ điểm 241, bắn dội vào khu vực trận địa. OV-10, L-19 trinh sát chỉ điểm, cho phản lực bổ nhào đánh bom. Theo phương châm tìm diệt, địch thả sức sử dụng bom phá, bom đào, bom cháy, trận chiến vô cùng ác liệt. Tuy có công sự, nhưng ngày đầu trung đoàn cũng bị một số thương vong. Trung đoàn trưởng Ma Vĩnh Lan là cán bộ sông sáo mưu lược. Anh xuống trận địa các tiểu đoàn rút kinh nghiệm, cho thay đổi ngay vị trí trận địa, cách bố trí công sự, tận dụng thế che đỡ, không để công sự trên đỉnh và sườn đồi phía địch, vừa bí mật vừa không lộ cửa hầm để địch quan sát bắn pháo. Về chiến thuật, bí mật giấu quân, xuất kỳ bất ý vận động tấn công, kết hợp chốt chặn bám thắt lưng xen kẽ đội hình địch, tránh phân tuyến để hạn chế phi pháo, giảm thương vong. Chốt ít người, công sự kiên cố, luôn cơ động bám sát địch tạm dừng, tập kích tiêu diệt, phát huy sở trường đánh gần, đánh đêm của bộ đội ta. Sang đợt chiến đấu sau, lính Mỹ và Bắc Trung Hy bị bất ngờ, chiến sĩ ta xuất thần bám thắt lưng địch, đánh bằng nhiều hướng, nhiều mũi. Lính Mỹ một tên chết, hai ba tên lên kéo xác bị diệt thêm. Lính Nam Triều Tiên tinh quái hơn, chúng tìm mọi thủ đoạn đánh lại, tối đến mới bí mật lấy xác. Chiến đấu bên cạnh trung đoàn trưởng Ma Vĩnh Lan, chúng tôi thấy anh là người rất bình tĩnh trước mọi khó khăn gay cấn trong chiến đấu. Mỗi khi căng thẳng, anh nhíu lông mày, tìm cách tháo gỡ. Anh phát huy dân chủ, hội báo cơ quan, cho đề xuất ý kiến, rồi xử lý và truyền đạt đến đơn vị. Chưa bao giờ thấy anh nóng nảy. Chính ủy Nguyễn Văn Cảnh luôn luôn bên cạnh, cùng nghiên cứu xử lý tình huống và động viên bộ đội xác định quyết tâm chiến đấu.
trung đoàn liên tục thay đổi địa bàn, thiết bị trận địa đánh địch ở An Nha, An Hướng, An Hòa, Phú Ân Nam, quần nhau với lính Mỹ và lính Bắc Trung Hy hơn 2 tháng trời. Mùa hè Quảng Trị, trời nắng như đổ lửa, bom cháy, chất độc hóa học thiêu rụi rừng xanh lại càng nóng dữ. Bộ đội cơm nắm, lương khô, nước suối ngày 3-4 bình tông. Với quyết tâm bám thắt lưng Mỹ mà diệt, không để phi pháo phân tuyến. Bước đầu bị thương vong một số. Về sau trung đoàn đã lập lại thế trận, chủ động tấn công địch, ngày càng giành thắng lợi. Trong thế trận chung, trung đoàn sử dụng đại đội công binh tăng cường cho 2 tiểu đoàn đánh mìn định hướng và mìn bay trong các điểm chốt, kết hợp hỏa lực tập kích các cụm địch rừng ban đêm. Đại đội công binh do đại đội trưởng Đỗ Khắc Lợi chỉ huy, tôi và anh Lợi có liên lạc Trần Ngọc Bính và Nguyễn Văn Nhị, quê Sơn Quang, Hương Sơn, Hà Tĩnh. Bính rắn chắc khỏe mạnh, sông sáo hoạt bát, quê Ninh Bình. Bính và Nhị cùng một số chiến sĩ chuẩn bị mọi vũ khí khí tài cho 2 trung đội chiến đấu. Năm 1968, anh Bính làm chính trị viên phó đại đội 6 tiểu đoàn 8 với Lê Hồng Hải. Anh chiến đấu dũng cảm, hy sinh ở Bình Điền, Hương Trà, Thừa Thiên. Nhị bị thương đi đơn vị khác. Anh trưởng thành là cán bộ tiểu đoàn cao xạ, nghỉ hưu tại quê. 45 năm sau còn nhớ anh Lạng, tìm đến nhà chơi. Chúng tôi ở điểm cao 61, dưới một khe suối khô, gần sở chỉ huy phía trước cửa trung đoàn, khoét hầm, dự trữ vũ khí, khí tài, tổ chức cho 2 trung đội của Lê Văn Tành và Bùi Anh Sum thay nhau ra trận địa. Tiểu đoàn 7 ở bình độ 100 và tiểu đoàn 9 ở khu vực đường 75-76 An Khê An Hương, phối hợp cùng bộ binh cơ động mìn DH-10 đánh địch. Lính Mỹ và Bắc Trung Hy bị tiêu diệt bằng mìn khi mò vào chốt của ta. Ta dùng biện pháp cơ động mìn bấm nổ bằng máy một phát của Mỹ. Chúng bí mật mò đến trận địa, mìn ta bố trí sẵn, kết hợp hỏa lực và bộ binh. Để địch đến gần, đồng loạt phát huy hỏa lực tiêu diệt. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.